Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi PvZ2. Ok, chúng ta sẽ vào game. Nay mình sẽ chơi map sao? À không, nay mình sẽ chơi map cướp biển này đi. Đấy, ok, mình xem view qua rồi. Mình sẽ vào. Sẽ chơi từ map hai hai này đi. Okay, này mình sẽ chơi ngon hệ gì đây nhỉ? Hệ bóng tối đi. Okay, này mình sẽ chơi ngon hệ này không? Đây, đây nữa này, một con nữa. Một con nữa mình sẽ chơi hệ gì đây? Hệ này hết mất rồi. Đây, mình sẽ chơi hệ tạm bên này đi. Mua luôn thế này. Mua luôn đây. Mua hết luôn. Nhiều kim cương mà. Không dùng không hết. Đấy, cứ mua thôi. Ok. À, map này nó không cho chơi cái kìa. À quên, cứ đánh rau. Đây rồi. Sơi hết những con cỏ này lại trong đất luôn. Sơi những con này. Hoàn hệ luôn, uy lực vô cùng. Uy lực luôn. Dùng cái lá này không? Một phát tiêu diệt sạch quân địch luôn. Còn đu dây chìa qua sông nó chết. Mẻo luôn. Mẻo sông luôn. Dùng thêm mấy cái lá nè. Dùng lá đằng cây. Ôi, quên luôn. Nhặt luôn túi điện. Con trô nào. Nách qua map 2, 3. Bây giờ sẽ vào map 23. À, lần này nó có cầu rồi, không phải đu dây quân nữa. Rồi, mình lại chơi lại hàng cây lúc nãy nhé. Rồi, từ từ. Mình sẽ mua hết những cái này đã. Nhiều kim cương nên cứ mua thôi. Thank you.
lá nào. Xem uy lực. Cái bóng tối. Ôi, quýt luôn kìa. Map này quá nhanh luôn. Sông bàn 24 nào. Ôi, sông bàn này lại đến boss rồi. Lại bảo vệ những con này. Bảo vệ ba con này. Ok, mình sẽ chơi lại những con đấy. Tiếp. Lại mua tiếp, tại vì mình nhiều kim cương mà. Ok, hết xong rồi. Đây rồi, kích hoạt hệ luôn rồi. Nhặt luôn cái động này. Rồi, nó thổi được quả bom luôn. Dùng cái lá nào. Cái cầu nó nhỏ quá, nó không qua được luôn. Không qua là chết. Không qua là chết. Cho tua nhanh đi nào. Tốc độ nhanh ấy, cho cây nó ra. Không biết đâu. Được rồi. Xong báo thủ ra kìa. Báo thủ cũng chết thôi. Lại được kích hoạt hệ rồi. Ok, mình sẽ vào bot. Giao bot rồi. Đây rồi. Mình chơi những con cu tiếp. Là nâng cấp cương này lên. Hoặc boss. Ok. Vào game thôi. Quân nó chết hết rồi. Đấy, chưa gì đã đẻ ra ba con rồi. Sao? Chuyển ra gần hết. Uy lực cơ. Uy lực thế cơ mà. Dùng một cái lá mà là uy lực luôn. Hết một bot. Quá nhanh luôn. Bot sắp hẹo rồi. Máu máu. Hay rồi. Chỗ cuối. Xong. Bot quỳ xuống chết luôn. Chết.
hút về địa phận nó luôn. Cần thì xem nào. Đây có những nhiệm vụ gì đây. Heaven. Ok, mình xin dừng clip đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.